Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, số đặc biệt chào xuân Kỷ Hợi năm 2019. Thưa quý khán giả và các đồng chí, những ngày gần đây, khi cả nước sôi nổi các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thì trên một số trang mạng xã hội, các phần tử cơ hội chính trị đã liên tục phát tán những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân. Thực hiện đa đảng, có nhiều đảng cạnh tranh nhau thì sẽ dân chủ hơn, sẽ tốt hơn một đảng. Những luận điệu đó nguy hiểm như thế nào? Với sự tham gia của vị khách mời là Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Như Trúc, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chương trình sẽ nhận diện rõ hơn về vấn đề này. Trước hết xin được cảm ơn Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Như Trúc đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời đồng chí cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với một clip ngắn sau đây. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên cơ sở hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng để lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam có một chính đảng mang bản chất cách mạng, đủ sức lãnh đạo toàn dân tộc, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chỉ 15 năm sau, với hơn 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trường kỳ kháng chiến, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hàng vạn đảng viên Cộng sản đã hy sinh trong ngục tù của bè lũ tay sai và quân xâm lược. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân, làm cách mạng. Việt Nam cũng đã từng có một thời kỳ rất dài, chúng ta biết rồi, 25 đảng tranh đoạt vũ đài lịch sử chính trị Việt Nam cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng sự lựa chọn lịch sử, sự lựa chọn của nhân dân chỉ còn duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua tranh đấu, qua hy sinh, chỉ còn lại duy nhất một Đảng Cộng sản Nam, đó là lịch sử lựa chọn, nhân dân lựa chọn. Và Đảng của chúng ta đủ sức gánh vác trọng trách của lịch sử, đáp lại yêu cầu khát vọng của nhân dân. Vâng, các phóng sự mà đồng chí vừa theo dõi thì cũng có thể thấy là những thành quả cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng ta thì rất là vĩ đại và được bạn bè trên thế giới ngưỡng mộ. Vậy vì sao Đảng ta lại được dân tin yêu và ủng hộ như vậy? Thế thì sở dĩ Đảng ta mà được nhân dân đồng tình ủng hộ thì có nhiều lý do. Nhưng mà trong đó chúng tôi nghiên cứu thấy rằng là có hai lý do rất là cơ bản. Một là Đảng đó phải là thực sự tiên phong, thực sự là tiêu biểu, thực sự là đại biểu cho lợi ích của nhân dân lao động, đại biểu cho lợi ích của cả dân tộc Việt Nam. Thực sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, biết tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân, biết chia sẻ, đồng cam, cộng khổ với nhân dân để mà tập hợp nhân dân làm nên chiến thắng. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam mà chưa có ai mà cũng sẽ không có tổ chức lực lượng nào có thể làm được, đó chính là Đảng có một cái đường lối, phương pháp cách mạng khoa học thực sự đúng đắn ngay từ đầu. Đó là áp dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách hết sức sáng tạo để mà lãnh đạo nhân dân chúng ta làm cách mạng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, đó là trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Còn trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng ra sao? Ngay bây giờ, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự sau. Sau chiến thắng, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tái thiết, xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, vươn lên phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với mức tăng trưởng GDP bình quân từ 6 đến 7% một năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 2.500 đô la Mỹ. Đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện rõ rệt. Khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố, tăng cường. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững.
quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Những cái thành tựu này gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, đó là đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức. Trong đó quan trọng nhất là thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vị thế Việt Nam trong Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế của chúng ta ở một vị thế mới. Điều đáng nói nhất bao trùm toàn bộ điều đó là chưa bao giờ như bây giờ, dù còn rất nhiều khó khăn, lòng dân đang rạng rỡ. Nói gọn một câu, thế nước, lòng dân, vận đảng, tương lai dân tộc đang mở ra. Sau khi mà theo dõi phóng sự vừa rồi thì đại tá tiến sĩ Nguyễn Như Trúc có nhận xét gì ạ? Đảng ta cũng biết nhận định đúng, đánh giá tình hình thực trạng của đất nước, nhất là những năm mà rơi vào khó khăn, khủng hoảng về kinh tế xã hội. Cũng thấy được cái vị trí, vị thế của Việt Nam trong quốc tế như thế nào. Và cũng thấy được chính bản thân đảng ta có cái gì được và có cái gì chưa được. Để có cái sự đổi mới ngay chính trong tư duy, ngay chính trong củng cố về mặt tổ chức. Và đặc biệt là đổi mới về đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thì cái đường lối đổi mới của đảng ta thì toàn diện, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh nội lực với lại ngoại lực để mà phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Như vậy thì ta có thể khẳng định là vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội là không có lực lượng nào có thể thay thế được. Có phải như vậy không, thưa đại tá tiến sĩ Nguyễn Như Trúc? Vị trí, vai trò, cái chức năng, đặc biệt là cái bản lĩnh, cái trí tuệ, cái tài năng của Đảng ta thì cho đến hiện nay thì không có lực lượng nào mà có thể xứng đáng thay thế vào cái vị trí lãnh đạo của Đảng ta. Đó là do cái sứ mệnh lịch sử nó trao cho giai cấp công nhân, mà đội tiền phong của nó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thưa đồng chí, vì sao các thế lực thù địch lại muốn là Đảng ta từ bỏ cái vai trò lãnh đạo đối với nhà nước và xã hội? Họ muốn Đảng ta từ bỏ cái vai trò lãnh đạo. Thực chất là họ muốn đưa vào đấy một cái lực lượng khác, cái lực lượng phản động, để mà đưa nước ta đi vào cái quỹ đạo khác. Thực chất là lệ thuộc vào nước ngoài, làm cho nội bộ chúng ta rối ren, làm cho đời sống nhân dân là càng khó khăn, càng khủng hoảng. Đó là cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Suy cho cùng là để xóa bỏ cái chủ nghĩa xã hội nước ta và xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội của chúng ta. Không chỉ làm cho nội bộ ta xung đột, khó khăn, mà chúng làm cho cái vị thế quốc tế của nước ta nó ngày càng bị đi xuống. Đặc biệt là chúng muốn làm cho ta bị cô lập, thậm chí là rơi vào thế xung đột đối đầu với các nước khác, đặc biệt là với các cái nước láng giềng, các nước lớn. Cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác với cái âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Vậy thì đồng chí có thể phân tích rõ hơn là tại sao Việt Nam lại không cần đa nguyên đa đảng? Thực ra là một đảng hay nhiều đảng là do cái điều kiện hoàn cảnh của đất nước đó quy định, chứ không phải là muốn đa đảng là đa đảng, mà muốn một đảng là một đảng. Đối với điều kiện của nước ta thì chỉ có một Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo thì mới thành công. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì thực ra là một đảng hay nhiều đảng không phải là vấn đề. Nó chẳng qua là thể hiện cái tương quan lực lượng giữa các cái lực lượng chính trị với nhau thôi. Chứ còn cái chế độ xã hội, cái đất nước đó có tốt hay không, kinh tế xã hội có phát triển hay không, dân có được ấm no hạnh phúc hay không, đó là do cái thể chế chính trị và cái hiệu quả lãnh đạo của cái đất nước đó. Ví dụ pháp luật nó có bảo đảm được quyền lợi dân chủ hay không, đấy, kinh tế xã hội có phát triển hay không, quốc phòng an ninh có được giữ vững hay không, đó là do toàn bộ cái hệ thống chính sách của cả một thể chế chính trị đặt ra, chứ không phải là một đảng hay nhiều đảng. Dù đảng nào lãnh đạo đi nữa thì anh nào làm được cái đó thì mới được. Ở nước ta là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới làm được điều đó, cho nên không nhất thiết là phải đa đảng. Thưa quý khán giả và các đồng chí, để thực hiện những luận điệu đòi đa nguyên đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì âm mưu thủ đoạn của chúng như thế nào? Trước khi trở lại với ý kiến trao đổi của đại tá tiến sĩ Nguyễn Như Trúc, chúng ta cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Cùng với sự phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội về chính trị đã triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo thông tin. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để cắt ghép các video clip, viết và tán phát thông tin xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước, lợi dụng những khuyết điểm trong điều hành quản lý của nhà nước và chính phủ để nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và xã hội. Có nhiều hình thức hoạt động của các loại web, blog chứa đựng thông tin độc hại trên mạng Internet, đánh tráo khái niệm, chia rẽ đảng với nhân dân,
Việc tiếp tục phát tán thông tin như vậy vào Việt Nam là hết sức nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng, gây hoài nghi trong nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, gây tác động rất xấu trong dư luận xã hội, nhằm hạ thấp uy tín, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều tổ chức từ bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta, được tiếp tay bởi những phần tử như vậy, càng có điều kiện chúng thực hiện âm mưu. Và kỳ thực, họ cũng đã đánh lừa được không ít người nhẹ dạ cả tin. Thưa đại tá tiến sĩ Nguyễn Như Trúc, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy một số thủ đoạn mà các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội về chính trị đã sử dụng để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và đòi đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Qua nghiên cứu thì đồng chí thấy là những cái thủ đoạn này có tính hệ thống thế nào? Có thể nói rằng thì trong mỗi cái thời điểm khác nhau, trong cái tình hình khác nhau thì các thế lực thù địch người ta cũng biết dựa vào đó để người ta tìm các cái thủ đoạn, các cái chiêu trò khác nhau để mà thích ứng với cái điều kiện mới để mà chống phá ta. Nhưng mà lặp đi lặp lại, quân đi quẩn lại của nó cũng bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, nói xấu cán bộ, chia rẽ đoàn kết nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng với quân đội, chia rẽ Đảng với lại nhân dân, thậm chí là chia rẽ Đảng ta với các cái đảng cách mạng khác trên thế giới. Và cái vấn đề hiện nay đang nổi lên rất là phức tạp, chính là nó lợi dụng cái sự bùng nổ của cái thông tin, công nghệ thông tin đó, rất là phức tạp. Thì chúng lợi dụng cái internet và mạng xã hội, mà cái hệ thống máy móc phương tiện của họ thì cũng rất là hiện đại, mà họ đặt cả những cái máy chủ ở nước ngoài, họ có cả những cái phương tiện rất là hiện đại để họ đưa ra những cái clip, những cái hình ảnh, rồi là những cái đoạn băng mà có thể được là người ta lắp ghép, người ta lấy chỗ nọ bỏ chỗ kia, thậm chí người ta cố tình người ta dựng lên những cái hình ảnh, những cái đoạn clip rất là xấu độc để người ta tuyên truyền, người ta nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Thế đồng chí, thì những cái luận điệu như thế thì có cái sự nguy hiểm như thế nào, tác hại của những cái chiêu trò này như thế nào? Có thể nói là tác hại là rất nguy hiểm, mà đặc biệt là thông qua cái mạng công nghệ thông tin. Bởi vì ta nói thật ra mà nói thì cái người Việt Nam ta là tiếp cận cái công nghệ thông tin thì rất là nhiều. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, có đủ trình độ, có đủ trí tuệ để mà phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Hoặc là cũng có người bản lĩnh rất là tốt, nhận thức chính trị rất là kiên cường, nhưng mà bị người ta nói đi nói lại hoài rồi cũng có đôi lúc là cũng có cảm động, cảm thấy lung lay. Cũng lung lay. Cho nên là ta phải hết sức cảnh giác, hết sức kiên cường, mà đòi hỏi phải có cái sự bồi dưỡng hay sự huấn luyện, giáo dục chặt chẽ về cái kỹ năng xử lý thông tin trên mạng, chứ không phải là kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, mà chính là cái xử lý những cái thông tin trái chiều trên mạng, để phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào ủng hộ, cái nào phản đối. Thì đó là cái hết sức cần thiết đối với chúng ta khi mà tham gia mạng xã hội. Xin được cảm ơn những chia sẻ của đại tá tiến sĩ Nguyễn Như Trúc trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý khán giả cùng các đồng chí, từ những phân tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để bác bỏ những thông tin xuyên tạc, những luận điệu phản động đòi đa nguyên đa đảng, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Và điều đó càng thêm một lần khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đó là điều không thể phủ nhận. Các thế lực thù địch dù có mưu mô xảo quyệt đến đâu cũng không thể xuyên tạc được điều này. Chương trình Nhận diện sự thật hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.